Chào các bạn, mình tên là Phạm Lâm Khánh Hoài. Năm nay mình 20 tuổi. Mình mới vừa đậu phỏng vấn visa du học Mỹ. Thì ngày hôm đó thì mình thấy cũng có khá là nhiều bạn đậu visa du học. Nhưng mà cái chỗ mà lãnh sự, mà cái ô mà mình phỏng vấn thì kiểu như là cái mọi các ô khác thì lãnh sự biết nói tiếng Việt, hai bên trao đổi có thể, khi mà trao đổi tiếng Anh thì có thể trao đổi bằng tiếng Việt, nhưng mà cái là riêng lãnh sự chỗ mình thì cái chú đó không có biết nói tiếng Việt, nên là phải có một người thông dịch viên. Thì những mình để cái ô đó thì những bạn mà phỏng vấn đi du học nói tiếng Việt thì đều không có thể nhận được visa, nên lúc đó thì mình tự tin mình nói bằng tiếng Anh, thì mình chỉ cần trả lời cỡ 3-4 câu thì lãnh sự đồng ý cấp visa cho mình. Và riêng cái ô đó, chỉ cái riêng cái ô đó thì cái chú đó không có coi bất cứ hồ sơ gì hết, chú đó chỉ hỏi mình và mình tự tin trả lời thì mình đậu thôi. Còn những ô khác thì mình không biết, cho mình không có phỏng vấn mấy ô đó. Tâm lý khi đi phỏng vấn thì do mình đã bị rớt một lần thì mới đầu thì mình sợ, kiểu như lần trước mình rớt ấy thì lãnh sự lúc đó kiểu như mình cảm giác là lãnh sự lúc đó giận, nên là không hỏi mình cái gì hết, chỉ hỏi mình hai câu, xem hồ sơ của mình rồi cho mình đi ra là rớt. Còn lần này, nên là lần này mới đầu thì mình rất là lo, không biết là có giống như lần trước là chỉ hỏi hai câu rồi coi hồ sơ rồi đi ra. Nhưng mà khi mà vào phỏng vấn thì lúc xếp hàng thì hôm đó thì rất là đông, đông hơn lần trước của mình phỏng vấn, nên là chờ rất là lâu. Nên là lúc chờ thì tâm lý kiểu như là ban đầu thì rất là sợ, nhưng mà nó cứ từ từ nó bớt sợ. Rồi cứ thấy, cũng thấy lần trước thì mấy bạn phỏng vấn visa du học thì rất nhiều, chỉ có phỏng vấn visa đi du lịch thì đậu. Nhưng mà lần thứ hai mình đi phỏng vấn thì lại là du học đậu nhiều, nên là mình có kiểu như là tự tin hơn. Nên là khi mà phỏng vấn ấy, thì mình nói chuyện tự tin và nói thì giọng lúc đó mình nói to hơn bình thường, nên là kiểu như chắc lãnh sự thấy mình tự tin nên là đậu. Trong lúc ngồi đợi thì run sợ, nhưng mà khi mà phỏng vấn thì không có, bình thường. Ở qua đó em học tiếng Anh trước rồi em mới đi học ở Richland College. Lời khuyên thì mình chỉ khuyên là các bạn nên tự tin, và khi mà lãnh sự nói thì các bạn lúc mà nói thì các bạn tươi cười giống như tôi bây giờ. Bây giờ tôi không có tươi, nhưng mà lúc đó thì mình khá là tươi, kiểu như mình cười với lại mình trả lời nó to ấy, to rõ, thì lãnh sự chỉ nghe một lần và không cần hỏi lại lần thứ hai, kiểu như không cần hỏi là mình đã nói gì, kiểu như mình nói to, mình nói rõ ấy, với lại mình tươi nữa, nên là mình khuyên các bạn thì nói to rõ và tươi. Em không biết người khác hỏi như thế nào, nhưng mà lúc lãnh sự hỏi em thì chỉ hỏi là ở đây em làm gì, qua đó em học trường nào, thì tại sao em học cái trường đó, tại sao em chọn ở chỗ đó, chứ không có hỏi về quá trình học tập của em, chỉ hỏi những câu đó rồi cho em đi ra và em đậu phỏng vấn thôi. Nên là cũng không có gì khó hết, bởi vì những câu hỏi đó em đã được chuẩn bị trước rồi. Những câu đó thì do trung tâm đưa cho em, nhưng mà cái cuối cùng cái chị mà phỏng vấn, cái chị mà giúp em, cái chị mà phỏng vấn thử cho em ấy, kiểu như là chị đã cho em nhiều lời khuyên cái gì phỏng vấn, với lại góp ý về việc trả lời của em, thì em thấy rất là bổ ích cho việc đi trả lời phỏng vấn của em. Chị đó góp ý cho em khá là tốt. Lời khuyên thì khuyên các bạn kiểu như là tự tin trả lời câu hỏi, kiểu như là đặt chính bản thân mình vào đó, đừng trả lời hoa mỹ, đừng trả lời kiểu như là những gì mà mấy bạn nghĩ là lãnh sự thích nghe á, thì thiệt ra nó không có thích nghe. Người ta chỉ muốn nghe cái chính bản thân của các bạn á, kiểu như là lý do tại sao các bạn đi học, tại sao các bạn ở đó, thì nó phải liên quan đến chính bản thân mình ấy. Thì lãnh sự thích những cái kiểu trả lời đó, thì khuyên các bạn nên trả lời thành thật và tự tin. Chúc các bạn dễ dàng vượt qua cái phỏng vấn visa du học Mỹ.
thì và học tốt ở Mỹ.